Thu hả? Dậy chưa con? Mấy giờ rồi mà còn chưa dậy nữa hả? Nằm với ba thích ha. Đó, cô chú nhìn xem cái mắt nó nhìn, cái mặt nó nhìn kìa. Đó. Trời ơi. Làm gì á? Lúc nào cũng xẹo nẹo cho ba vậy đó cô chú. Ôi trời ơi, trời ơi. Dậy đi con. Mấy giờ rồi mà không dậy? Hả? Học thường. Rồi hai ba con ngủ nướng vậy hả? Hả? Đó cô chú xem. Hả? Nói chuyện mà nó nhìn 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 thế thôi đó. À. Rồi, trốn luôn rồi. Thật thông ơi, thật thông à. Rồi, ba đi đâu rồi? Thật thông ơi, con có đi theo ba không? Ba đi rồi. Ba dậy rồi đó con. Con có dậy không? Học Thông ơi. Học Thông à. Đó nhìn. Rồi đi theo ba lên đó có chút. Đi theo ba luôn rồi. Học Thông ơi. Học Thông à. Ba đi đâu rồi? Sao con không ra luôn đi? Thập Thuận ơi, sao con không ra theo ba luôn? Ba ơi. Ba ơi. Thập Thuận ra với ba đi con. Đi ra đi. Ba ơi. Ba ơi. Ôi trời ơi, nôn nao lắm rồi, muốn ra lắm rồi. Con đi ra với ba đi. Nhưng mẹ chưa ra là tôi chưa có ra đó cô chú. Ba ơi. Hạt Thùng ơi. Hạt Thùng. Pập Thùng ơi, Pập Thùng ơi. Đi chơi không con? Đi chơi không Pập Thùng? Đi chơi không? Ơi. Pập Thùng ơi. Pập Thùng. Pập Thùng ơi. Thôi mẹ đi chơi đi nè. Đó có chú nhìn xem. Có chú nhìn nè, tớ nằm nè. Đó. Thùng à, thập thùng ơi. Đó, 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 cái đuôi. Đó, ô, chỗ, 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 chỗ. Cái đuôi làm gì á? Hả? Cái đuôi làm gì á? Thập thùng. Cái đuôi làm gì á? Ừ. Ừ. Bắt lấy cái đuôi là bắt lấy cái đuôi, bắt lấy cái đuôi,
Trời ơi. Đó, 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 đó. Học thông ơi, con mang điện thoại ra cho ba đây kìa. Ba quên điện thoại đây kìa. Học thông. Đó, nó làm lơ tôi không à. Lơ tôi không à. Học thông. Ê. Đó, cô chú theo. Cô chú theo. Cô chú theo. Đó. Đó. Lơ tôi. Nó lơ tôi. Nó lơ tôi. Đó, nhìn mẹ bằng ánh mắt đó đó. Học không? Học thông ơi, dậy đi con. Con đi ra ba đi kìa. Có ra không? Ừ. Cái mặt nè, cái mặt buổi sáng nè cô chú ơi, cái mặt buổi sáng nè trầm quầm mà. Trời ơi, đi ra rửa mặt thôi. Trời ơi, đang suy nghĩ gì á Phập Thuận? Ngủ tiếp hả? Con muốn ngủ tiếp hả? Thôi mẹ để con ngủ thêm nha. Phập Thuận. Phập Thuận à, mẹ để con ngủ thêm nha. Diêu muốn ngủ thêm rồi. Thôi mẹ không giỡn nữa, mẹ để con ngủ thêm nha. Con ngủ đi. Học thông ngủ đi. Học thông ngủ đi mẹ thương nè. Ây. Học thông ngủ ngon. Học thông ngủ ngon nha. Ngủ thêm không con? Học thông ngủ ngon nha. Cô chú thấy giống như một đứa bé mà nó lười dậy hay không cô chú? Đó. Nó ườn ra, nó lì ra vậy đó. Vẫn thèm ngủ thêm đó cô chú. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi. Cái tay làm gì đó con? Cái tay sao để qua bên vậy? Hả? Học thông ơi. Thôi. Học thông à, con nhìn vô camera. Bye bye cô chú đi con. Ê. Ba lấy điện thoại đi rồi. Đó cũng không theo ba luôn. Ba ơi, ba ơi. Ba đi qua góc này là nhìn qua liền. Ba đang chọc con hả? Học thông. Đó, trời ơi, trời ơi, trời ơi. Làm gì á? Học thông làm gì á? Học thông. Học thông đi theo ba đi con. Ôi trời ơi, trời. Chạy mất tiêu rồi. Giỡn với ba đó cô chú. Ơi. Học thông ơi. Học thông à. Con nhìn vô camera con bye bye cô chú nè. Để coi nè. Con bye bye cô chú nha. Cảm ơn cô chú đã xem video và đăng ký ủng hộ kênh cho con nha. Bye bye cô chú. Ê, cô chú nhìn xem đó. Cái tướng nằm này là kinh điển của nó đó. Ý. Bye bye cô chú. Mẹ con tắt máy quay nha. Bye bye cô chú. Ê, thùng bye bye cô chú đi con.